Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Trong những cái thời gian trước ấy, thì cái dòng Gian Escape SL1, SL2 bán rất là chạy. Thì có cao cấp hơn Escape SL2, đó là chính là Escape SL1. Thì cái dòng Gian Escape này nó có rất là nhiều dòng, như Escape R3 hay là Escape City. Nhưng mà tất cả những cái con Escape R3 hay là City ấy, thì cấu hình nó không tốt bằng con Escape SL. SL2 thì cũng bán khá là chạy, với giá thường thì bọn em bán với giá là 7,2 triệu bao ship tận nhà đấy. Thì hôm nay có còn con cao cấp hơn dòng SL2, đó là dòng SL1 đấy. Escape SL1 nó trang bị cấu hình ngon hơn SL2, thì là với cái giá là 9,6 triệu bao ship toàn quốc cho tận nhà các bác trên toàn quốc. Thì hôm nay em sẽ vào giới thiệu chi tiết cho các bác xem nhé. Toàn bộ chiếc xe thì về phần nước sơn đây, sơn tất cả nguyên bản các bác nhé, không có một cái vết xước nào gọi đáng kể ở trên phần khung cả. Đấy, xe rất đi rất ít luôn, lốp này các bác nhìn hẳn còn gai kia, khung nhôm càng nhôm, dòng Escape SL1 size S cho các bác nhé. Size S này thì phù hợp cho các bác từ khoảng 1m60 cho đến 1m70 đi là ok. Yên nhìn nó rất là đẹp luôn, lốp hai lốp đẹp, nói chung xe này đi. Xe Escape SL1 thì được trang bị cái bộ chuyển số Alivio, còn Escape SL2 thì được bộ trang bị bộ chuyển số Touley thôi đấy. Thì giá nó chênh hơn 2 triệu, nhưng mà đổi lại cấu hình nó sẽ ngon hơn. 9 lít, còn kia là SL2 là 8 lít, phanh đĩa dầu Shimano, còn con kia là phanh đĩa Techo, bù đĩa Shimano, gạt đĩa Anivio, và tay bấm chuyển số cũng là Shimano Anivio luôn các bác nhé. Hút tăng Gian hết, bánh chính hãng Gian đấy, size S cho các bác từ 1m60 cho đến 1m70 đi là ok chiếc xe này đấy. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác. Ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này, các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Vừa xa. Đấy, bây giờ em sẽ vào chi tiết chuyển động cho các bác xem nhé. Đấy, xe được trang bị 9 lít 3 đĩa. Và em sẽ lên lít cho các bác xem này. Đấy. Bấm phát nào lên phát đấy. Bộ này thì nó là vừa trang bị cho touring, vừa trang bị cho cấu hình xe địa hình, cho nên là chuyển số rất là mượt. Chín lít ba đĩa các bác nhá. Bây giờ em chuyển đĩa này, một đĩa, hai đĩa. Đấy, lên đĩa này rất là mượt luôn, tăng 7 tốc độ khác nhau. Và một số bác thì hỏi là xe có lắp được Abaga không, thì đây thường là những cái dòng đi trong phố thì nó sẽ có trang bị cái ốc chờ này. Các bác bỏ cái cao su ra là nó có lỗ gen để các bác bắt Abaga vào đây, bắt Abaga không xong. Nhưng mà người ta chỉ khuyến nghị là chở dưới 25 cân thôi các bác nhá, không chở người. Đấy là người ta khuyến nghị là không chở người, chỉ chở dưới 25 cân thôi. Đấy. Thì Gian, một cái hãng nổi tiếng về chế tạo khung. Đây, nhôm cũng là nhôm siêu nhẹ luôn, cái dòng cao cấp ấy. Thì nó có chữ ASL
có dòng trung bình của gian ấy thì nó có chỉ có chữ Aluix thôi, cao cấp thì nó có chữ SL, còn cao cấp nữa thì nó có sẽ chữ SLX thì nó thường trang bị cho những cái dòng xe đua. Đấy thì con này là cao Aluix SL rồi, nhôm cao cấp của hãng gian XKSL1, trang bị bộ chuyển động Shimano Alivio đấy full, phanh dầu Shimano, và được giá bán cái giá bên em là 9,2 triệu, bao ship tận nhà cho các bác chuyển hết tiền. Nếu các bác quan tâm đến cái xe đạp này thì các bác nhắn Zalo cho em có số 0975 709 943 trên màn hình ấy. Bên em chỉ dùng duy nhất một số các bác nhé, và các bác nhớ ấn cái chữ đăng ký ở phần góc dưới bên phải để khi mà bên em đưa xe lên kênh thì YouTube sẽ gửi thông báo vào điện thoại của các bác. Cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.